Dụ tin hai người của hội thánh đức chúa trời phân thân gấp việt nam hình ảnh hai người phụ nữ bị cho là thuộc hội thánh đức chúa trời đang trên đường chiêu dụ con chiên được chia sẻ tràn lan trong nhiều ngày qua tuy nhiên đây là tin tức giả mạo nhiều trang tin dởm fanpage facebook những ngày qua chia sẻ hình ảnh hai người phụ nữ với khăn chùm dây hạt mân côi sách kinh thánh đứng trước tiệm thuốc giang giảng đạo các trang này đăng tải hình ảnh kèm theo lời cảnh báo mọi người rằng vì cho rằng hai người phụ nữ trên thuộc hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, một nhóm truyền đạo đang gây xôn xao trong thời gian qua. Chia sẻ với Dinh.vn, chị HT, chủ tiệm thuốc Thiên Phước ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khẳng định, chính mình là người đã chụp những bức ảnh trên. Chị HT khẳng định, bức ảnh đã bị lợi dụng để phao tin đồn nhảm. Theo chị HT, hai người phụ nữ này là người công giáo, sống đã lâu tại thôn Thành Hương, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Họ chỉ đơn thuần là những người sùng đạo công giáo, thường chia sẻ quan điểm tôn giáo với mọi người, hoàn toàn không thuộc tà giáo. Chị HT khẳng định, ngày 25 tháng 4, hai người phụ nữ này đã đến tiệm thuốc thiên phước của chị HT để mua một hộp cốm. Cùng thời điểm đó, thông tin về hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đang gây sốt trên Facebook, chị T đã xin chụp ảnh họ. Sau đó chị đăng tải lên trang cá nhân với nội dung vui vẻ. Hôm nay có người đến chơi, họ rất hiền tôi xin chụp ảnh thì họ nhiệt tình dơ sách kinh lên cho tôi chụp và vui vẻ ra về, chị HT kể lại. Tuy nhiên, những hình ảnh này đã được nhiều trang tin hội nhóm Facebook đăng lại với nội dung cảnh báo mọi người rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Một số trang còn kêu gọi nhằm chia sẻ tăng lượng tương tác. Các trang Facebook từ Nam Định, Bình Dương, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh đều đăng tải cùng với những bức ảnh do chị T chụp tại chợ Bảo Lộc những bài viết nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, thậm chí bình luận nhục mạ, chửi bới. Tuy vậy, nhiều người dân sống tại Bảo Lộc đã nhận ra đây chỉ là tin nhảm. Ảnh này được chụp tại chợ cũ thành phố Bảo Lộc. Chả hiểu sao nhiều người thích tát nước theo mưa. Hai cô này chắc chắn có thuật phân thân rồi. Tài khoản Facebook Trường Lê bình luận về việc có quá nhiều fanpage tự nhận ảnh chụp ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tôi chỉ đang cho vui, không ngờ cộng đồng mạng lại làm mọi việc đi xa đến vậy. Thực sự tôi không có ý gì, chị HT cho biết. Mục đích chính của việc tung tin giả là nhằm câu view cho trang web và tăng tương tác trang Facebook. Đây là cách thường được các trang này áp dụng bởi tin giả luôn hấp dẫn hơn tin thật. Tuy nhiên chúng gây ảnh hưởng lớn đến người trong cuộc. Trọng nhân, chuyên gia Digital Marketing chia sẻ. Trước đây mạng xã hội đã từng chia sẻ rầm rộ hình ảnh nhóm người phụ nữ người chăm vì cho rằng họ đến từng nhà để bỏ bùa bắt cóc trẻ em. Sự thực đây chỉ là những người đi bán thuốc tự làm từ thảo mộc. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Gia nhập hội thánh Đức Chúa Trời nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Nhiều người tham gia cái gọi là hội thánh Đức Chúa Trời hay còn gọi là hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã khiến gia đình tan vỡ, mất tình cảm anh em họ hàng, gây hoang mang tâm lý cho người dân địa phương. Tương lai tốt đẹp đâu chưa thấy, nhưng nhiều người tham gia cái gọi là hội thánh Đức Chúa Trời hay còn gọi là hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã khiến gia đình tan vỡ. Nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Anh Hát, ngụ thành phố Thanh Hóa cho biết, sau Tết Nguyên đán năm 2017, anh đang là sinh viên trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa. Chuẩn bị tốt nghiệp thì một người bạn cùng lớp đã tham gia hội thánh Đức Chúa Trời. Đến hỏi anh có biết ai sinh ra mình và loài người không? Anh Hát tò mò hỏi lại thì người bạn này hẹn đến một nơi yên tĩnh chiều cùng ngày người bạn này gọi một người tên tĩnh đưa cho anh hát xem các tài liệu clip liên quan đến hội thành đức chúa trời đồng thời giải thích một số hiện tượng như sự sinh ra của vạn vật nói về cứu rỗi khiến anh bị cuốn hút tin tưởng và đi theo đến một ngôi nhà họ thuê ở đường bà triệu thành phố thanh hóa hát và một số người mới gia nhập phải ngồi chờ người gọi là chấp sự từ hà nội vào để làm lễ nhập người mới vào hội Đến 20 giờ ngày hôm đó, ông chấp sự mới vào đến nơi, ông ấy phát cho mỗi người một chiếc áo choàng và bảo mặc vào, sau đó từng người một vào nhà vệ sinh với ông ấy để làm lễ. Khi ra ngoài thì được phát một mẩu bánh nhỏ bằng ngón tay màu trắng, không mùi vị để ăn và uống một cốc nước nhỏ màu đỏ. Sau khi ăn bánh, uống nước xong là đã chính thức gia nhập hội. Được ghi tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn ghi chung cho những người tham gia, được xem như giấy khai sinh ngày sinh nhật tâm hồn của mình, anh hát nhớ lại. Anh hát cho biết, khi là hội viên thì phải tuân theo những điều luật của hội, như không thờ cúng bất cứ hình tượng gì hoặc thờ người đã chết, không ăn đồ cúng, đồ đã thắp hương. Từ sau khi làm lễ nhập hội, em thấy đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến họ, nghĩ không biết ngày tận thế sẽ như thế nào, không quan tâm đến xã hội. Khi nhìn bố mẹ bàn thờ tổ tiên, các ngôi chùa thì có cảm giác đó là ma quỷ. Thời điểm đó em không còn thiết tha với cuộc sống hiện tại, vì họ giải thích dù có cố gắng học tập, kiếm tiền, lao động, cuối cùng thì cũng chết đi và chỉ có hội là nhất, anh hát nói. Liên tiếp 3 ngày sau khi gia nhập hội, anh hát đều đặn đến làm lễ đầy đủ, được các trưởng nhóm dạy cho 10 bài học do hội đặt ra, đồng thời những người tham gia không viên biệt tuổi tác, bố mẹ, ông bà đều xưng hô với nhau như anh em, chị em, kèm theo tên người đó, bởi ai sinh trước hay sinh sau đều là con của Đức Chúa Trời. Sau gần một tuần tham gia, bố mẹ Hát phát hiện anh có biểu hiện bất thường nên tìm hiểu và dần giải thích bằng cách khuyên bảo, phân tích nhẹ nhàng chứ không quan mắng. Dần dần em thấy những điều bố mẹ phân tích là đúng nên em bỏ đến điểm tập trung của hội. Sau hơn 2 tuần em mới dứt hẳn được. Giờ em đã có công việc ổn định. Nghĩ lại chuyện này em thấy rất sợ. Nếu không bỏ được thì không biết sau này em sẽ như thế nào. Anh Hát nói. Bốn mẹ con bỏ nhà theo hội, sau nhiều tháng lặn lội tìm vợ và ba đứa con đi biệt tích hơn nửa năm nay, ông Nguyễn Đức Tĩnh, 51 tuổi, ngụ ở thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, đành chấp nhận sống một mình. Ông Tĩnh cho biết cuối năm 2017, đang đi làm ăn xa, nghe tin vợ là bà Nguyễn Thị Hương, 50 tuổi, và ba đứa con, hai người con trai đang học đại học và cô con gái út đang học lớp 10, bỏ nhà theo hội thánh của Đức Chúa Trời. Ông vội trở về nhà thì thấy nhà cửa bỏ hoang, bàn thờ tổ tiên không còn, thương vợ con, ông Tĩnh lặn lội đi tìm, sau khi nghe ngóng liên lạc qua điện thoại, biết vợ và đứa con gái đang ở một điểm hoạt động của hội trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ông tìm đến khuyên ngăn nhưng bất thành, có lần vợ và con gái về nhà, cả gia đình anh em họ hàng đến khuyên ngăn nhưng không được. Tôi bực quá dọa nhốt con gái ở trong nhà, nó lại dọa nếu nhốt nó sẽ tự tử nên tôi không dám. Khổ Tân con bé đang học giờ cấp 3, giờ nghe theo các anh các mẹ bỏ học hành và đi biệt tăm nửa năm nay. Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ để vợ con tôi trở về nhà. Ông Tĩnh đau buồn nói. Tại Hải Phòng, theo báo cáo của Công an thành phố Hải Phòng, Hội Thánh Đức Chúa Trời đã lôi kéo hơn 200 người tham gia, chủ yếu là thanh niên, sinh viên. Chỉ tính riêng trường Đại học Y Dược Hải Phòng, hiện có 5 sinh viên được bố mẹ lên xin bảo lưu kết quả vì tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời mà việc học tập bị ảnh hưởng. Bà Hát, mẹ của T, 22 tuổi, một sinh viên tham gia hội này cho biết, con tôi học giỏi, xinh xắn, từ hồi tham dự hội thánh này, nó như biến thành một người khác, thậm chí còn đưa hai người khác về thuyết phục tôi tham gia. Theo bà Hát, T bắt đầu tham gia hội thánh Đức Chúa Trời từ tháng 9 năm 2017. Từ đó T sống khép kín, thường xuyên trốn vào nhà vệ sinh để cầu nguyện, rồi nói dối mẹ xin tiền đóng học tiếng Anh để nộp cho hội thánh. Từ một lớp phó học tập, T xa sút thành tích và nợ nhiều môn học. Lo con bị đuổi học, bà Hát phải xin trường bảo lưu kết quả. Thấy tôi bảo cho nghỉ học, nó đồng ý ngay, và chỉ đợi đến ngày tận thế để được lên thiên đàng. Tê đang đi làm ở một quán cà phê, giờ đi đâu không rõ. Bà hát nói. Người dân đề nghị xóa bỏ hoạt động tôn giáo trái phép. Tại huyện, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. <laughs> Tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, gần đây có nhiều đơn trình báo của người dân về việc người dân tham gia hội thánh Đức Chúa trời và có biểu hiện xấu trong đời sống, kiến nghị cơ quan chức năng giúp đỡ đưa những người thân của họ về với gia đình đề nghị xóa bỏ hoạt động tôn giáo trái phép này và xử lý bằng pháp luật đối với những đối tượng cầm đầu. Từ đầu năm 2016 đến nay, Công an thành phố Hải Phòng đã đấu tranh, săn đe và yêu cầu ngừng hoạt động tôn giáo trái pháp luật với 15 vụ việc. Mới đây tại Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Chính, 34 tuổi, ngụ thôn 18, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, đã gửi đơn tố cáo với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh trình bày về việc vợ anh bỏ mặc chồng và ba con nhỏ đi theo hội thánh Đức Chúa Trời và gia đình đang mất liên lạc với chị này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm người thân. Ngày 24 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo người thân cảnh giác với cái gọi là hội thánh Đức Chúa Trời. Tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 3 vừa qua, đội an ninh công an huyện Ngọc Lặc đã lập biên bản đối với 7 người đứng đầu các nhóm hoạt động hội thánh Đức Chúa Trời. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Bùi Hải Vinh, trưởng ban tôn giáo tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc hoạt động của những người tự xưng là hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa đã sinh ra mâu thuẫn giữa các tôn giáo. Ngoài ra còn sinh mâu thuẫn trong văn hóa tín ngưỡng từ việc không thờ cúng ông bà tổ tiên, từ đó gây mất đoàn kết mâu thuẫn trong gia đình. Khi có người theo, vì vậy rất mong người thân cảnh giác không bị lôi kéo, mê hoặc tham gia. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.